Cái bao bì nó đi bao ghét vậy. Này nước ngoài chẳng hạn nước bạn quá thì thấy hơi có giống trên mẹ mình đặt cái đứa kiểu gì. Cái này là những món gì đó? Đó. Da mềm của em đặt ở Shopee. Hàng nước ngoài gửi gì? Hàng nước ngoài gửi về. Này gửi nè. Da mềm. Bây giờ mình mềm sẽ gì? Ba lô đeo hai túi xách nữ. Kiểu Hàn Quốc. Kiểu Hàn Quốc. BU. Thường ba lô. Gửi gì tùm lum. Nói chung là cái túi á. Rồi, giờ là cái túi. Túi kiểu cái túi. Cái bao bì đó kìa. Bọc bằng công ty quê thì mình đặt hàng shipper mấy trăm ngàn mà nó giao cho mình cái bao bì như thế này thấy mất thẩm mỹ quá. Ừ, đúng rồi, mỹ quá cho bao ghét trời. Mình xé luôn chứ mình khỏi hàng nước ngoài gì á mà nhìn đi bao ghét vậy. À, này hàng nước ngoài chắc hàng nước bạn quá, Campuchia. Mình coi cái túi này coi nó như thế nào. Từ từ kiểu thì thấy coi có giống trên mạng mình đặt hay không. Túi này thì để mình coi thằng em mình nó đặt cái túi kiểu gì. Dạ. Yeah. Đây là hàng khuyến mãi nha bạn. Hàng khuyến mãi. Móc gắn chìa khóa nè. Cái này là gì móc gắn chìa khóa rồi. Rồi, móc gắn chìa khóa luôn. Con này nó cũng xấu quá nha. Xấu quá. Cái này đẹp nè. Hàng khuyến mãi thì nó cho cái gì thì lấy cái nấy. Đẹp quá ha. Cái này đẹp okay. Nè. Mà con này xấu. Đây là túi đeo ngực của nữ. Đẹp là túi nữ nha các bạn. Da mềm nha. Nó có 3 ngăn. Bây giờ mình mở cho các bạn, mình sẽ test cái túi này luôn coi nó có bị lỗi cái gì hay không. Đây da mà kiểm da này da simili chứ không phải da kiện nha các bạn. Sao simili ha. Đây thấy da này cũng được mà đẹp mà mềm. Hai túi sách có một cái ngăn nhỏ ở trong nữa nha các bạn. Bạn nhớ là điện thoại tiền các bạn bỏ ở đây. Điện thoại tiền bỏ đây hả? Nếu lỡ mà có bị kẻ gian giật thì các bạn mất cắn. Bỏ trong giật nguyên cái này hồi đầu cũng mất chứ. Bóp này mới đặt nó mới giao cho mình luôn. Ồ đây có cái túi đây nhỏ. Có một cái túi nhỏ này để dành đựng ví tiền hoặc là điện thoại của bạn trong này. Điện thoại bỏ trong này dễ ngang hơn quá. Dễ nghe dễ móc mà. Hàng này hiện tại bây giờ nó đang sale quá. Đang sale 200 mấy rồi, 300 mấy rồi. Hàng sale còn 338 ngàn. 338 ngàn là luôn tiền ship mà. Bạn này gửi lâu này của mày gửi gì gửi 2 tuần mới tới, hơi lâu. Này kiểu của Hàn Quốc nha các bạn. Đẹp quá ha. Hàn Quốc. Mẫu mới. Mẫu này là 2019. Mẫu mới kiểu thời đại mới, bây giờ là nữ. Bây giờ thường người ta xài cái này nhiều các bạn. Đúng rồi, nữ xài này nhiều. Nhìn nó chung là nó không có lè lẹt nhưng mà nó... Ê, cái này dây kéo gì ra? Dây kéo, bây giờ mình thu nhỏ lại. Thu lại mang. À đâu kéo rồi, ủa? Mình kéo mình ship lại. Kéo này nó mang sao ta? Kéo gì vậy? Cầm gì vậy hả? Hay quá. Các bạn nào mua hàng thì bấm vô cái link để dưới video nha. Mình có để link mua hàng ở dưới. Các bạn có thể vào xem tham khảo và mua nha. Nó có cái gì hoa văn ở trên này bằng da luôn nha các bạn. Hoa văn bằng da luôn. Hoa văn đúng rồi, bằng da nó chéo như là búi tóc vậy. Đẹp quá ha. Bính bằng da. À, mấy cái này nó làm bằng cái gì sáng quá nè. Nó bằng dạng như nó inox bằng không? Không, nó bằng kêu bằng đá cái gì. Đẹp á. Dây kéo, cái nút kéo nó bằng đá. Quá đẹp luôn. Giờ im ha. Dây kéo rồi mướt. Các bạn nào có nhu cầu, các bạn nữ nào có nhu cầu thì link trên mình nha. Rồi ok, video này là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video tiếp theo nha. Bye. Oh,